ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em theo đó các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục phổ biến quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố tai nạn cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 26 của Bộ Công an về triển khai thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống đuối nước trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, sinh viên bằng các hình thức phù hợp trong dịp nghỉ hè tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt hè ngoại khóa